Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến một người dàn cây ở showroom cây đời nhà em. Trước tiên là em xin giới thiệu đến mọi người dàn Vạn Niên Thanh Giỏ. Giống này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 150 ngàn. Nhưng mà về cách mọi người có thể mua về để treo ban công và mua thêm các loại cây như là cây đô na này, cây bình an này để và cây son môi để treo về ban công của mình nha. Cây này thì những loại cây này thì chăm sóc là rất là đơn giản, chỉ cần tưới nước cho đủ ẩm tầm tầm đến 2-3 ngày mọi người tưới nước một lần là cây sẽ phát triển rất tốt. Đây, cây bên này em đang phát triển rất là tốt. Tiếp đó là một số loại chậu cây. Đây là cây ngọc ngân trắng, mọi người thấy lá của nó màu trắng bạch nhìn rất là đẹp với những đường gân màu xanh nổi lên. Cây này thì hợp với những người theo phong thủy thì nó hợp với những người mệnh mộc rất là hợp. Những người mà trồng cây này thì tài lộc tới rất là nhiều và thành công trong công việc. Tên còn cây này là chỉ cần nghe tên thôi là đã toát ra một tiền rồi. Cây này có tên là cây đô la, là một loài giống đặc biệt được nai giống loài lan nha, nhìn lá nó rất là dày. Tiếp theo là cây hạt dưa. Cây hạt dưa lá thì nó cũng tròn nhưng mà nhỏ hơn lá của đô na và thêm viền màu trắng giống mấy hạt dưa nho nhỏ ấy, nhìn nó gọi là hạt dưa. Tiếp đó là cây vạn lộc. Cây vạn lộc lá màu đỏ nhìn rất là đẹp. Đây, xin giới thiệu đến mọi người. Mọi người có thể thấy ba cây này tuy khác nhau nhưng đều có cùng một tên gọi, đó chính là cây vạn niên thanh, hay còn tên gọi khác đó chính là cây trầu bà. Nhưng mà loài này thì có rất nhiều giống đặc biệt, ví dụ như là màu xanh mướt hẳn như thế này, hoặc là về màu xanh non vàng, xanh vàng ấy, nhìn nhìn lá móng thiên về màu vàng nhiều hơn. Còn loại này là đặc biệt nhất là gọi là trầu bà, nhìn nó có thêm xen kẽ màu trắng xanh, nhìn khác lạ nhất trong ba loại này. Đây là dàn cây để bàn bên shop em. Đây là cây kim tiền chậu. Cây kim tiền mang đến tiền tài vận khí may mắn cho gia chủ. Cây phát lộc đây, đẹp đúng không mọi người? Còn đây là cây trúc phát tài, cũng giống như gần dạng cây phát lộc như thế này. Cây này thì đem đến nhiều vận may, sự hoan hỷ. Đây, cây đặc biệt nữa đó là cây sen đá chuỗi vòng ngọc bích. Cây này nó nhìn rất là lạ, với nếu mà mọi người nhìn gần để ý thì những chiếc lá của ngoài cây này được đan thành một cái chuỗi vòng luôn. Lá của nó là xen kẽ tròn tròn tạo thành một đường vòng, và hoa của nó không phải là cái màu hồng hồng này đâu mọi người, mà là cái bông lốm đốm này, này nó nở trên những cái đúng trên những cái hồng đầu trên như thế này, nhìn lạ nhất luôn. Tiếp đó là cây kim ngân. Cây kim ngân chậu để bàn nhìn rất đẹp. Bên em lại về thêm được một số cây lạ, đó chính là cây tùng thơm. Cây tùng thơm này nó có màu xanh non đặc biệt và chiều cao nó là vào tầm 80 cm. Đây mọi người thấy, loại này gọi là tùng thơm vì là nó có mùi thơm đặc biệt thoang thoảng, nhìn thẳng đẹp đúng không? Cây này mọi người mua về để trang trí cây thông Noel rất là hợp. Tiếp theo đó là cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ này rất là dễ chăm sóc, trồng dễ mà còn dễ chăm sóc nữa. Nó không cần tưới nước nhiều, tầm 3-4 ngày tưới nước một lần là được rồi. Đây, xương rồng. Bạn nào thích xương rồng mà không cần chăm sóc thì mua xương rồng bên em. Xương rồng này thì
Một tháng mọi người tới lớp một lần cũng được, thậm chí là nửa năm không cần tới lớp luôn. Tiếp là giống tùng đen. Tùng đen này thì hiện nay đang rất được ưa chuộng nên giá cả của nó cũng khá là cao, nhưng mà giống này được cái là dễ trồng, chăm sóc thì mọi người cũng chăm sóc cũng không cần để ý nhiều. Và đây là đàn bàn sen đá bên em, xương rồng này, cây cẩm nhung nhiều màu lạ mắt này, và đặc biệt trên bàn này còn có thêm những chậu lan ý trắng. Những cái chậu này thì có cả lan ý thủy sinh và lan ý đất. Lan ý thủy sinh thì mọi người phải thường để cho nước vừa đủ rễ để cây có thể hấp thụ. Giống lan ý này thì lá nhìn rất là mướt đẹp, nhìn rất là tươi tốt, lá bóng rẫy mướt đẹp luôn. Trồng thì cũng dễ thôi. Đây là tất cả những dàn cây nhà em. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ ngay qua shop em tại địa chỉ em để trên màn hình để nhận được nhiều ưu đãi, hoặc có thể để lại lời nhắn dưới bình luận. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem nha.